Dạ, mến chào cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Dương Khải à. Hôm nay Khải đứng ở đây là khóm 5, phường 5 của thành phố Sóc Trăng đó cô chú anh chị. Hôm nay đến nhà của chú Tư là chú mà nhận được cái chú người, người sống bụi cây á, trên trung tâm á, cô chú anh chị là nếu mà đúng phải á, là người anh thứ ba, chú này là chú thứ tư. Hôm nay là đến nhà của chú Tư nha cô chú anh chị, đi một cái con đường mòn vô đó cô chú anh chị. À, trong khi đi đó mà có Hoàng Nhân đi chung với mình, hai anh em đi. Rồi mời cô chú anh chị đến với nhà chú Tư, mà như chú Tư làm hồ chưa về nữa thì có thím Tư đây thôi, là thím Tư cũng có cái đi chung với chú Tư là hôm gọi là hai đợt cái đó cô chú anh chị. Đây là khung cảnh nhà của chú Tư. Ba từ tới nãy hả? Ba thứ tư tới. Được rồi, mình xét nghiệm là bao nhiêu tiền hả? 4 triệu. Là mạnh thường quân cho. Mạnh thường quân hỗ trợ hả? Hỗ trợ. Dạ, gì cũng mừng hay thế. Cũng mừng. Đừng nghe nói chừng nào có kết quả hả thím Tư? Bữa thứ ba thứ tư gì đó. À, thứ ba thứ tư mới có kết quả hả? Nghe ta nói vậy đó. Dạ, rồi kết quả người ta điện cho mình hay ha. Kết quả người ta điện cho mình hay. Dạ. Chú Tư đi làm thì nào mới về hả thím Tư? 5 giờ mấy. À, 5 giờ mấy mới về đó hả? Nếu mà nhận được thí dụ mà nếu mà chú là hoặc là em của anh của mình đó, là bây giờ chú ở với ai ha, theo Ở với con gì hả? con ổng Gì đó, ở với con ha. Dạ. ráng cho chúng đây giai đoạn ở với con ổng đi, cũng À, mừng đó. ủa gia đình của con của chú mình đã định tìm là ở đâu á, Hả? gia đình của cái cô con gái Ở Sưng trong trong khó gì đó. à, Dạ. ở đây ngoài quận. Dạ, tại con không biết nhà, con chạy vô nhà của thím. Hỏi hả? Dạ, con hỏi thăm á, con chạy vô nhà thím. Dạ. Mấy ông gà có hồi hộp gì không thím Tư? Cũng hồi hộp. Thấy chú Tư có hồi hộp gì không? Có biểu hiện hồi gì không? Chú Tư cũng mừng á, anh Dạ. mừng lắm á. Mừng lắm hả? À, Dạ. thấy vậy ông mừng. Dạ. Vậy thấy chú Tư là thấy còn có giấy tờ gì không ha? Con của chú đó không ha thím Tư? Không có giấy tờ nữa, Mất hết luôn hả? mất hết luôn. Như là chú cũng đi lính là năm tám mấy lận rồi, rồi là không thấy về luôn. Không thấy về luôn, không có giấy tờ gì hết trơn. Dạ. Như là mình chưa có cái giấy chứng nhận báo tử, chưa có giấy hy sinh gì cho ha, Chưa. coi như là thất lạc rồi thôi. Mà thím biết hồi đó là chú nhập ngũ ở ở đâu không? Không biết ở đâu nữa. Chưa biết nữa hả? Chưa biết nữa. À. Dạ. Coi như hồi đó gia đình mình là không biết hay sao? Gia đình mình Không không biết biết. nhập ngũ đơn vị nào. Không biết đơn vị nào nữa. Dạ. Đó không cũng không có là tin tức thơ từ gì về lần nào hết trơn hả thím Chưa, ha? không về nữa. Đi đi luôn. Dạ. Nếu mà phải biết được cái mà thời gian mà chú á, nhập ngũ á, ở là huấn luyện ở đâu thì huấn luyện ở đâu, rồi bắt đầu tới đó là trung đoàn sư đoàn gì đó, rồi là đại đội nào đó, thì có thể Mình là tìm được, tìm giải mình thích liên hơn. hệ với mấy À, anh đi ở mấy chú đi mấy chung chú đi chung á, chủ yếu là liên hệ với mấy chú đi chung thôi, coi có biết hay không thôi. Còn mấy em gái là cũng hồi hộp theo cái xét nghiệm của chú cũng hồi sống một hộp, cây này ha, ở cũng trung tâm trong lắm cũng trong ha. Trong rồi gia đình đó là bên ông nội đó có biết chưa ha? chưa chưa cho biết đâu, Chưa cho biết đâu hả? chưa Dạ. cho biết. Rồi ổng còn khỏe không ha 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 thím? Ổng cũng chưa, không mấy gì khỏe đâu. Vậy hả? Bao nhiêu tuổi vậy hả thím ha? Tám mấy rồi. Ồ, tám mấy hả? Cũng già À, đi không cũng được. Phan hãy cho biết, sợ một cú cú sốc của người già thì thôi khổ lắm. Không cho biết. Đừng đừng nhớ nhớ nói ai, đừng cho biết nha, biết là sợ rồi biết phải hay không, rồi rồi, rồi nhớ con á, rồi Nhớ sanh ra con. bệnh tật rồi buồn thì thấy tội nghiệp ông lắm. Rồi, đừng có cho hay sớm, để khi nào mà có kết quả rồi hãy nói.
Đúng hả nói ha. Chúng thì mình chạy không dạ. Lại. Dạ. Chúng mình rước về mình đã cho hay luôn. Ừ. Dạ. Thì là trên cái kênh YouTube Hoàng Nhan HD của con á là cũng có là khán giả là 50 50 30 50 gì đó là nói là gia đình ở Sóc Trăng là giống nhất. Còn là có một phần còn lại là gia đình của cô Năm ở Vĩnh Long, là tại vì là khán giả nói là chú này là người Khmer cho nên nó là gia đình mình thì hợp lại hơn, con số khán giả nói vậy đó. Có nhắn tin riêng cho con luôn, nói gia đình Sóc Trăng là chính xác nhất. Dạ. Chú về cũng hy vọng cái điều đó ha. Giờ mình cứ hy vọng thôi. Dạ. Rồi chờ cái kết quả xét nghiệm đó mới là chính xác 100% hơn. Dạ. Dạ. Thì nói chung ra thì ai mà bắt liên lạc với em á. Dạ, gái chúng mình đem về. Coi như là tụi con là chú nhận được gia đình nào tụi con cũng mừng cho. Tại vì tụi con quay chú là xuyên suốt. Luôn luôn lúc nào cũng cập nhật tình hình mới nhất về chú. Đây là chú Tư đi làm về. Chú Tư, chào chú Tư nha. Chú Tư ông đi làm về. Chú Tư đi làm hầu về là cô chú anh chị ơi. Thấy tội nghiệp chú Tư. Ông đi làm về đó. Mời chú Tư vô gặp chú Tư hỏi số chuyện với chú Tư. Đi làm hồ cái gì á? Ừ. Dạ. Sao ông chú làm hồ sao không? Đó, ở Phú Mã. Vậy hả? Ờ. Ngồi chơi chú ơi. Rồi chú ngồi ghế này đi con lấy. Chú ngồi ghế. Con lấy chuyện với thím đó. Dạ. Dạ. Ở đó em đi ở xã rồi em đi lên đó ai bên bạc hôm nay ông đội chạy gà kìa. Dạ. Nó một đội chạy gà. Giống ơi. Thấy ông giống. Là nó nào ngay là khán giả người ta nói là chú này là người Khmer cho nên gia đình mình là có khả năng xác suất cao nhất. Yeah. Mà gia đình của cô Năm cũng có người nói là giống gia đình cô Năm Vĩnh Long. Yeah. Nhưng mà cái lý do là chú người ta nhìn nhận chú là người Khmer. Dạ. Yeah. Yeah. Chú uống nước đi chú. Nói vậy uống nước đi chú. Uống rồi này. Uống đi Còn ở trong gừng nước cá cũng đập cá nó kêu trên nó mà. Dạ. Yeah. Hồi lúc đó là chú chú đó ông ở cặp lộ đường về Gò Qua quá đủ. Dạ, lớn á. Dạ. Rồi có nguyên một cái lùm cây. Dạ. Rồi là mình đi ngang là nhìn không có thấy chú nha. Chỉ là mình biết chú ở đó, mình thấy chú đi vô mình mới biết tại từ cái mặt lộ vô đó mà chú không đi tiệp với cái màu cây luôn. Dạ. Ông ngồi đó rồi đồ đạc không đó luôn. Rồi coi như nắng mưa là ông chịu chặn luôn. Dạ. Có ở xóm người ta thì thí dụ người ta lâu lâu người ta cho mì cơm rồi đó. Rồi tặng cho cái miếng bạc. Vậy đó mưa là ông chịu chặn không hỏi luôn. Rồi sau cái người ta móc lộ lên, móc cây trồng trồng ta lên liếp người ta trồng đó. Rồi chống lỏng rồi ổng đâu có chỗ đâu ông ở. Rồi bắt buộc ông phải di chuyển về cái chỗ mà trước khi mình đưa lên đông đó, ông di chuyển về đó. Dạ. Ông chịu chặn luôn. Dạ. Dạ. Chú này là chờ kết quả xét nghiệm mấy ngày chú có nôn gì không chú Tư? Hơi nôn rồi mà. Được. Đại qua thứ ba đó. Thứ ba nôn lắm mà. Nếu mà thải máu thì mình mừng rồi mà không phải thì chắc mình bỏ. À phải, đúng rồi, phải máu mũ mình thì mình nhìn. Đó ông nói vậy. À, phải máu mũ mình thì mình nhìn, còn không phải thì đâu có nhìn được. Dạ. Đó chứ nó đem cho ra đâu. Dạ dạ đúng rồi, người ta cũng đâu cho là chưa chú nhận về được. Dạ. Thì không phải đâu có cho nhận. Nào mà phải 100% theo cái kết quả xét nghiệm á thì trong trung tâm là mấy anh đó mới cho nhận. Dạ. Còn không phải thì đâu có cho nhận được. À, chú cái phần đó là cái phần chú ở trung tâm ha, còn con hỏi chú cái này, vấn đề là em ruột của chú á, ấy anh gọi anh á là chú có nhớ là chú đó đi năm nào không? Em cũng quên nữa rồi, lâu quá rồi. 35 năm rồi đó. Mà đi năm nào không nhớ năm đó, năm năm hả? Dạ. Rồi bây giờ chú có nhớ là chú đã đi là huấn luyện ở đâu không? Không, tỉnh nào không? Đi tiện đi là mình đâu có biết đâu. Gì hả? Dạ. Điện đi là đi, giờ chú không biết chứ hả? Không biết hết. Không biết đi đâu, dạ. Đi nào, chỗ nào nữa. Gì hả? Dạ. Rồi không, rồi chú có giấy tờ gì nữa không? Không, chú không có giấy tờ. Biết không tại sao mà con hỏi chú gì không? Cái thứ nhất á
thì cũng có các mấy anh mấy chú cũng đi bộ đội đó. Nếu mà là hỏi coi là e là anh của chú á là đi năm nào, hoặc là đi huấn luyện ở ở chỗ nào, và đi trung đoàn nào, tiểu đoàn nào, thì nói ra mấy anh đó, nếu nếu mà có đi chung á thì mấy anh nó biết liền à. Còn đi không đi chung thì không biết. Tới năm giáng rồi là chia nhau hết rồi. Đi ba người á. Trong xóm này nè. Trong xóm này đi ba người phải không? Rồi ta phục viên ta về hai người. Hai người hả? Còn anh lại chưa gì. Dạ. Coi như mình có hỏi mấy cái chú đi chung đó ở đây không? Có. Chú đó nói đi ngang nó thấy bệnh sốt rét. Dạ. Sốt rét rồi đi ngang rồi đi đi luôn rồi, đó có gặp mặt nhau lâu được. Không gặp mặt không nói chuyện luôn. Dạ. Cái lúc hai cái chú ở đây đi chung á là sức ngủ là có đi ngang của chú. Dạ. Mà thấy chú bệnh đang bị bệnh. Dạ. Nghe nghe chú nói vậy đó. Dạ. Còn nghe trên chết thì không có nói, nó nghe bệnh. Dạ dạ. Nằm bệnh viện á. Dạ dạ dạ. Phải chi mà biết hết được đó thì nó thì dễ tìm hơn. Là càng tốt nhất. Dạ. Ừ. Bây giờ mấy chú đó là ở gần đây không? Ở xã, ở trong xóm. Dạ. Dạ. Vì nếu mà bữa nào chú nghĩ làm rảnh cho con xin gặp mấy chú đó ha, chú dẫn con đi gặp mấy đó. Tại vì chủ yếu là con hỏi là cho nó cho rõ cái là đi chỗ nào. Dạ. Là để cho để con đưa lên trên cái mạng cộng đồng này để cho các anh các chú mà có đi chung đơn vị thấy á, thì mấy chú đó là nhận ra liền. Dạ. Nha. Dạ. Thì dễ hơn. Dạ. Còn trả lại cái chú ở trong trung tâm thì hiện nay là chú cũng đang hồi hộp là cái sự kết quả thôi phải không? Dạ. Rồi. Tại vì hồi đi đợt trước á thì mình hỏi nó cũng không có ngục đồ, không có gì hết á, nó chỉ là dò mình hoài vậy đó. Dạ. Rồi mình xin coi dò nó đưa dép lấy dép cá cho mình coi, nó dò mình. Dạ. 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 Thế như đó là rồi về. Dạ. Về sau rồi nè, đi sau rồi nó dò mặt nó cười luôn á. Vậy đó. Rồi. Dạ. Rồi nó, em nói là gác rồi hắn chút nữa mình đi về mình á, đi sư mình á. Dạ. Rồi mình nhậu hắn làm vậy á. Ừ. Vậy đó. Rồi chú vô đó chú nói tiếng Khmer hay là Khmer, tiếng gì? Nói tiếng Khmer. À, nói tiếng Khmer nha. Chú kia có biết nói được không? Được, được. Biết. À, vậy là cũng trả lời chú. Trả lời. Rồi ngồi hồi thèm thuốc á. Bữa đó vô chú hỏi chú gọi là chú trong trại ra chú đó là chú hỏi cái gì, chú trả lời cái gì chú? Hỏi mày biết tao không? Tao xưa nè. Nó cũng dòm, nó nhìn mình như vậy đó. Dạ. Rồi. Rồi nói bữa nào mình rồi xong rồi ta đưa mình về ha, đi nhậu ha, không có đầu mình vậy đó. Thấy không? Đi bữa sáng rồi nó thấy lạ thiệt. Dạ. Rồi con nó hỏi nó biết con không, nó cũng dòm rồi con lại ngồi xác á, nó bắt tay con nó cầm vậy luôn á. Dạ. Trong chạy á, ta mình luôn á. Vậy là cái bữa đó là vô thăm trong trung tâm là chú vui vẻ với mình. Dạ. Chú vui vẻ lắm. Biết rồi. Dạ. Rồi tụi em dĩa lên luôn tên Việt theo luôn á. Dạ, lên luôn hả? Dạ. Anh kia đi theo em là rồi là bên chợ vợ ông này nè. Dạ. Ông nói ông nó đi có đốt ba lỗ. Dạ. Đốt trong bụng á. Rồi đi là mình đi mình dạ, cởi áo ra thấy ba lỗ thiệt. Vậy hả? Dạ. Ba lỗ trong bụng là đốt có hồi luôn, nghi gan luôn á. Đốt hồi nhỏ. Đốt hồi nhỏ. Dạ. Đau bụng đó hồi xưa ta không có chết đi đó. Đốt. Vậy là cái chú đi chung nói là đốt ba lỗ. Dạ. Không. Ở nhà. Ở nhà. Dạ nó biết. À. Dạ nó nhớ. Hồi nhỏ. Vậy là mình dạch ra là có y gan luôn. Có y gan luôn, ba lỗ. Đốt ba lỗ trong bụng luôn. Đó luôn. Vậy là quá trời trùng hợp rồi. Hồi hộp á. Dạ, hồi hộp thiệt. Vậy là xem cái đó là thấy là trong lòng là thấy phấn khởi là liền phải không? Dạ. Là hồi hộp nhiều là phấn khởi lên đó, rất vừa hồi hộp vừa phấn khởi. Đi đặng ai cũng nói là 100% hết trơn. Dạ. Thiệt. Còn mấy người kia đi người ta nói không phải đâu. Dạ. Đi nhiều người lắm. Dạ dạ dạ. Em bữa đó đi vô bước vừa xuống xe ông kia nói trời, ông kia ông đó giống thiệt quá. Thiệt. Em cũng mừng mà gặp cho anh, gặp đó cho thải nó đi ra thằng đem về nuôi nó. Dạ, dạ. Đem về vậy là vợ chồng của Xuân phụ trách nuôi. Dạ, cho nó nuôi cha nó đi mà nếu mà thải. Ừ, nếu mà phải á thì nhận về Xuân nuôi. Dạ. Ừ, nếu không phải thì thôi phải không? Thôi. Ừ. Đó là lấy một cái xét nghiệm là phải có 100% rồi, dạ. Nó chính xác hơn. Dạ.
thì mình cũng chờ cái kết quả xét nghiệm đi ha chờ, chú Tư chờ ha. Kết quả đó bữa thứ ba rồi có biết rồi à, bữa thứ ba có ha bữa thứ ba là mình biết rồi ha dạ. Vì là xét nghiệm một tuần hết thôi mình thứ ba chưa tới chưa tới tuần mà không là thứ năm năm thứ sáu vậy đó năm không lần này mình xét nghiệm là xét nghiệm nước bọt hả nước bọt dạ bọt ơi thằng ông gừng đó là nhổ ba cọng tóc áo tóc dạ. Rồi cắt móng tay dạ tại vì nghe nói là xét nghiệm nước bọt chính xác hơn dạ. Chúng ta nghe ta nói vậy dạ. nghe bác sĩ nói dạ. Cũng mừng cho chứ cũng mừng cho chứ con hồi hộp thì ai không hồi hộp vậy con cũng hồi hộp nè không biết là chú có nhận được từ thằng không nữa thì hiện nay không những là mình hồi hộp đâu tất cả các khán giả cũng đang người ta đang hồi hộp đang hồi hộp kết quả rồi không biết là ai đây dạ. Một á là gia đình Minh Chú dạ. Hai là gia đình Trà Vinh dạ. Ở bữa đó Trà Vinh lại đó à, có Vinh lại nữa bây giờ cô Năm bên Vĩnh Long tính chờ ba là gia đình Vĩnh Long là xét nghiệm cái nữa dạ. Nó nằm ngay cô chú anh chị trên mạng này là cũng đang gọi là sốt ruột dạ. Đang chờ kết quả dạ mới dạ. Kết quả đúng là đem về mà không đúng thì chắc đợi đó về dạ. Dạ. Thì không đúng rồi nếu mà không đúng của chú thì người khác là nhận nữa người khác đã nhận còn rồi. Người khác nữa chứ không người khác là nhận nữa dạ. Đó. Cô chú anh chị trên mạng nóng ruột cái lắm thương chú mong chú được về với gia đình dạ. Thương chú lắm nhiều lắm à trên mạng thương chú dữ lắm mà cũng mong chú là đoàn tụ với gia đình thì ai cũng vậy thì không lẽ để cho là sống như hoài ai cũng có gia đình phải có tình thương dạ. Của anh em là về là được đùm bọc nó thì tốt nhất tốt hơn dạ. Là ngày nào chú Tư cũng phải đi làm hồ gì đó chú làm ngày làm hồ mọi ngày mà à, ngày ha dạ. Ngày không nào cũng đi chứ không có làm ruộng đâu mà không có làm ruộng hả không ở đây ruộng đi không có làm hả không có ruộng đâu dạ, không có ruộng hả dạ. Một ngày được nhiêu chú 200 à ngày 200 hả dạ. Giờ chú nhiêu tuổi rồi 53 tuổi rồi 53 tuổi hả dạ. 53 tuổi mà làm hồ còn khỏe hồ gì chồng hồ 53 tuổi thấy chú còn khỏe chứ còn khỏe đó. Vì con tưởng đâu ở đây ruộng nhiều con tưởng có ruộng dạ. Giờ mình ở kế bên cặp ganh ruộng luôn mà không có ruộng hả mua được con đất à dạ. Rồi lên nhà ruộng chú được mấy người con chú hai đi làm hết chưa đi làm hết chưa gì nữa cũng đi làm gì nó làm, hồ luôn cũng làm hồ luôn hả ủa bữa nay con nghe nói là ai bệnh vậy chú Tư ai bệnh mà làm bệnh viện vậy dạ em không biết không có ai bệnh đó sao lại ai nói có ai bệnh yeah. Là... sao kỳ vậy ta gì vậy là cũng dạ có lên mạng bệnh hả không có tại vì tụi con đến đi ngày hôm qua mẹ của ông Loan á gì hả dạ của Loan nó có anh của Nhân hả anh á nghe nói bữa nay mới xuất viện xuất viện sáng hay gì đó thì là bà con với mình hay sao cũng bà con đó nghĩ ngày hôm qua tụi con tính đi nghe nói là bệnh rồi không có ai nhà thì tụi con không đi hôm qua đó rồi tụi con để bữa nay mới đi chuyện quá có chú mưa vậy cũng xuống mấy phía nè chú dạ. bên lên đài truyền hình nè truyền hình chắc chắn mình đó dạ, okay, dạ. Có quay phía nữa cái dạ, đầu dạ. Này xe lớn mình vô được không thế đó hả? Dạ được. Vô tới đó mình đậu đó mình lội vô đây được được hai chỗ chứ được thấy chú hôm nay là đi làm về đây làm hồ cũng không có ruộng đất gì chứ cô chú anh chị chỉ làm hồ mà sống thôi nè quan cảnh nhà của chú như là nhà tình thương nhà này tình thương hả dạ dạ em được cho rồi chú có chăn nuôi gì thêm không chú không nuôi được gà mấy con rồi dạ yeah. Kiếm chăn nuôi để cải thiện thêm đời sống chứ dạ. Cô chú anh chị đây là những căn nhà của chú nè cô chú anh chị nhà tốt ngoài ruộng ở cặp ruộng mà không nhà có ruộng luôn ruộng có chị hai để cho mình biết dạ
con cũng trong quá trời. Em cũng mong vậy thôi. Bữa hổm chú Tư lên á, thấy bên kia có khách rồi con ngồi nói chuyện với thím. Bữa đó đi cũng được, hai gia đình Trà Vinh với Sóc Trăng gặp nhau. Gặp nhau, Vinh đi trước. Trà Vinh đi trước, vô trước. Hai gia đình gặp nhau, cũng có cái duyên với nhau vậy đó. Thì ai đâu cũng đâu của mình dân tộc Khmer mà ai cũng vẫn có cái hy vọng với nhau vậy đó. Thì qua cái đợt xét nghiệm này ADN đi. Rồi đúng là gia đình nào thì gia đình nó nhận về. Để chăm biết đó phải xét nghiệm đúng là mà nãy đem về. Cho chú nó có đoàn tụ gia đình tốt hơn. Này có các bà với các cô lại thăm chú nữa. Có chứ gì. Thôi dạ, quý giáo phải đến đây kết thúc nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại nha.